Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình có công chuyện hơi nhiều nên mình quay clip hơi trễ. Thì cái clip hôm nay á, mình quay bằng cái camera trước nên nó hơi mờ, các bạn cố gắng xem ha, bật loa lớn xíu ha. Tại mình muốn quay cái clip cho nó liền lạc luôn, nó xuyên suốt luôn, cho nó chân thật chút xíu. Thì cái bắt đầu của chủ đề ngày hôm nay á, mình cũng xin nói về cái vấn đề mà mua xe cũ, mua xe đã qua sử dụng á. Thì do kinh tế mỗi người, không ai cũng phải là có điều kiện để mua xe mới đó. Thì do cái vấn đề đi lại, do cái nhu cầu công việc nên người ta bắt buộc phải mua xe cũ, mà cũ tùy theo tình trạng. Xe mà cái số ô đô nó thấp á thì giá nó sẽ cao, nó sẽ lợi tới giá mới, không có bao nhiêu tiền hết. Còn xe mà ô đô nó cao á thì có lẽ nó rẻ hơn nhiều. Đối với vấn đề mấy anh em mà người ta có kinh nghiệm tại về xe, người ta đi mua thì nó rất là dễ. Cái việc xem xe, kiểm xe với lại thử xe, test xe này nọ thì đối với mấy anh em đó mình không có nói. Còn đối với lại những bạn, những anh chị mà có đi mua xe cũ thì tốt nhất tìm một người quen, người thợ đó, chịu khó gỡ cà phê người ta 200 hoặc 500, 300 gì đó, tùy khả năng mỗi người. Rồi nhờ người ta đi theo coi giùm cái xe của mình mua. Thì trước khi vô cái chủ đề bữa nay á, thì mình xin kể cho mấy anh em cái câu chuyện mà bữa nay. Là bữa nay khoảng hình như trước trưa là khoảng có 2 giờ, có anh khách, anh tính tiệm, anh nhờ kiểm tra giùm ảnh rồi sao cái bánh sau, anh lúc mà anh vô số nó sàn, cái bánh nó quơ cái gì đó, anh không dám chạy lẹ. Chứ một phần là xe con cũng là xe độ nữa. Thì lúc đầu mình cũng không nghĩ là xe anh mới mua đâu. Thì anh dắt vô tiệm, mình xuống kiểm tra, mình lắc bánh sau, mình coi gấp này nọ đâu, mà thiệt nó rơ, thiệt rơ rất là nhiều, rơ rất là nhiều. Mình cứ nghĩ là nó bể cao su gấp. Mình nói thôi bây giờ mình tháo ra mình kiểm tra. Thì ảnh mới hỏi mình câu bất ngờ. Anh hỏi anh nên kiểm tra giùm em cái xe này phải xe đúng đời F10 hay không. Cái mình giật mình hỏi ảnh, ủa bộ xe này anh mới mua hả? Anh nói anh mới mua được 1-2 ngày đó. Thì mình kiểm tra xong mình nói đúng rồi, xe này đúng xe 10 rồi. Ok, bắt đầu bây giờ mình kiểm tra. Thì lúc đầu mình kiểm cái cao su gấp á, có đã bể hay không. Mình tháo cái gấp ra, mình vừa giật cái gấp xuống, tại vì cái chân phụ, cái lò xe phụ rớt ra ngoài luôn, còn cái chân phụ trên dính lên cái sườn á. Rồi xong rồi mình vẫn kiểm tra cái cao su gấp này, ok nó không bị gì hết, nó nguyên si. Thì vấn đề là cái phụ này là phụ đồ chơi đó, phụ là phụ đồ chơi. Rồi cái mình nói ủa sao kỳ vậy, sao cái phụ nó rớt ra ngoài luôn. Rồi cái anh khách giật mình luôn, anh khách cứ giật mình luôn. Rồi xong cái mình nói, anh hỏi mình cái phụ này phục hồi được không, mình nói không, tại vì mình kiểm tra bên trong cái phụ của nó không còn cái dầu nữa. Giống như là 2 ngày anh mua được 2 ngày, là 2 ngày đó anh chạy anh nhúng á, hên là đi một mình không có chở ai. Anh nhúng chỉ có cái lò xo nó chịu thôi, ngoài ra nó trong lực, nó không còn lực nén, lực ép gì hết đó, ảnh hưởng mấy cái răng mà cái chân phuộc ở trong nó sẽ có độ, nó sẽ có dầu bên trong á, thì mấy cái răng nó mòn, tại vì trong đâu có dầu đâu, nó đâu còn lực ép, lực đẩy nữa đâu, cái chỉ có cái lò xo thôi, ti cũng xong luôn rồi. Rồi xong rồi mình nói thôi bây giờ anh thay phục mới luôn đi. Thì ở đây mình đã tiệm mình cũng có phục sẵn, rồi mình thay cho ảnh.
đó. Rồi mình hỏi ảnh ở lúc mình đi con có dẫn thợ này đi coi hay không, thì ảnh cứ nói, anh nói là không, anh tự đi mua, anh tự đi mua. Lúc mà lên coi thử thấy xe dựng ngoài rất là đẹp, ta dọn hết như một con, hết như một con luôn. Thì chồng tiền mua ba mấy triệu á, cái mua xong về lúc đầu chạy, lúc đầu anh ra anh sàn anh cứ nghĩ là bánh xe mềm thì anh bơ bánh xe đầy đủ hết rồi, xong về tới bên bữa nay anh ghé tiệm, nói chung này anh cũng là khách quen, anh là khách quen mà lâu lâu lắm, lâu lâu anh mới ghé một lần đó. Qua cái chuyện này á, thì mình muốn tư vấn cho các bạn mua xe cũ mà mua xe đó qua sử dụng á, thì các bạn á, tốt nhất là dẫn theo một người thợ, còn ít nhất á, thì các bạn hãy lên những cái trang xã hội á, bạn tìm hiểu kinh nghiệm xem xe test xe này nọ đó, để không phải mắc được cái lỗi như vậy, cũng rất là nguy hiểm. Thì mình nói chung mà mình cái kinh nghiệm mình coi xe mình cũng không được nhiều đâu, tại vì bùa xe này nọ có nhiều thợ rất là cao, mình nhìn cũng không ra đó. Nói chung là cái tỷ lệ phần trăm mình nó an toàn nó nhiều hơn mình trang bị được kiến thức đó. Thì đi coi xe tốt nhất thì các bạn đi hai người đó, ví dụ á hai người, thí dụ một người mà cái người mua người ta lúc mà ta thử xe thì người kia cõi lại được, thì chủ xe người ta mới cảm thấy ta an tâm cho mình thử xe đó, chạy vòng vòng chạy ở đâu cũng được, cái thằng miễn sao có người đứng lại được rồi. Thì các bạn coi xe, các bạn đừng mua xe cũ, các bạn đừng chú trọng về ngoài quá. Đã mình xác định mua xe cũ mình phải cái trừ hao, mình phải chuẩn bị trong đầu rồi, cái xe đó không có được như ý muốn mình về ngoài, nhưng mà bắt buộc máy móc bên trong nó phải là hoàn chỉnh, nó phải ok. Thì mấy bạn mới đầu mấy bạn kiểm tra đầu có gớt chưa đó, có gớt chưa, nếu mà chưa gớt á, thì mình kiểm tra những thứ khác, máy móc rồi này nọ nó cứ êm, nó cứ kêu ký tiếng động lạ vậy hay không, rồi hỏi chủ xe nhớt này anh thay chưa, anh thay được bao lâu rồi đó, để mình về mình biết mình thay. Rồi các bạn coi gấp sao như cái nãy mình nói đó, cái vấn đề nãy mình nói đó, các bạn phải chạy thử để các bạn biết là nó có sàn có lắc hay không, rồi chén cổ có bể hay không, rồi phuộc này nọ nó có ok hay không, nó rất là quan trọng cái tính mạng của mình đó. Thì các bạn không xuống là sao á, các bạn cầm hai tay cái bánh mà bạn lắc coi cái bánh nó có gơ không đó, rồi lúc mà quay nó kêu cụp 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 hay không, rồi nhông sinh dĩa nó có mòn nhiều hay không. Nhiều xe mình mua á, cái cặp te nó che lại đó, mình không chú ý cái chuyện đó mà nhông sinh dĩa nó mòn đó, vỏ nó mòn nhiều mình phải trừ hao ra, ví dụ vỏ mòn nhiều này nọ rồi mình có thể hồi sinh bớt để mình về thay vỏ đó. Còn về ngoài mình đừng có quan trọng quá. Còn vấn đề máy móc đó, đối với những bạn biết đó, thì mình không nói, các bạn không biết chịu khó kêu dẫn thợ đi theo coi. Rồi cái vấn đề dạng trước, mấy bạn ngồi lên mấy bạn cân, rồi mấy bạn cân coi bánh trước nó có thẳng cái đầu hay không đó, coi chẳng ba nó có bị cong hay không, các bạn chạy thử. Nói chung đó là có những vấn đề cơ bản thôi, còn sâu xa hơn nữa thì mình nói chung á là mình chỉ, nhưng quan trọng mình phải thực tế, quan trọng phải thực tế. Ví dụ mua những cái xe có giá trị đi, SH hay những cái dòng khác đó, thì quan trọng cái đầu nó rất là quan trọng đó. Cái đầu rất là quan trọng. Nhiều người đó, người ta chủ người ta khó khăn lắm, người ta không có cho kiểm tra đầu, không có cho mã lắp cho là kiểm tra đâu đó, bắt buộc nó còn những thứ khác coi gòn ốc máy này nọ, ốc treo máy này nọ, có nó bung chưa, nó có dấu có tì chưa. Này hơi đực.
nay nực quá, giờ này nóng quá. Đó là những vấn đề mình muốn chia sẻ trong cái clip này. Thì mong các bạn á, và nếu các bạn thấy hay á, các bạn thấy cái hữu ích á, các bạn để lại một like với lại một subscribe để xem hết clip này để ủng hộ mình. Đó, mình có động lực mình ra thêm nhiều clip khác, nhiều cái video khác. Thì do công việc nhiều, khi nào mình rảnh á, thì mình sẽ ra clip thường xuyên hơn. Còn do dạo này khách hơi đông, đó nhiều khi tối mình làm xong mình mệt á, lên tắm rửa mình lăn ra ngủ. Còn có nhiều khách á, có nhiều bạn mà xem cái clip này nè, mà có thắc mắc từ gì về xe á, thì các bạn cứ comment bên dưới đó, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Cái nào mình biết mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình hết, mình không có giấu gì hết. Nói chung á là mình làm YouTube là chủ yếu là mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với mấy bạn mà bạn không biết đó, chứ không phải là vì thu nhập. Tại mình cái nguồn thu nhập chính không phải từ đây, nó về công việc kinh doanh của mình thôi, đó là nguồn thu nhập chính của mình. Hôm nay mình quay camera trước nó hơi mờ, các bạn thông cảm ha. Chủ yếu những clip mình quay bằng điện thoại không à, tại vì mấy cái Canon mấy cái này nọ mình không biết xài, từ đó giờ không có xài, hơi luống xíu. Rồi, cảm ơn các bạn ha, clip mình xin kết thúc tại đây nha. Các bạn nhớ cho mình một like, một sub lên dưới nha. Chào các bạn.